Rồi nó có tạc rồi. Nè. Dạ Khánh Hoàng xin mến chào quý cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Khánh Hoàng. Dạ hiện tại Khánh Hoàng ở Thới Bình, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dạ đến đây để chia sẻ hoàn cảnh của cô Năm cho quý cô chú anh chị xem. Là hiện tại cô Năm đang ở với một người con cũng hơi bị không bình thường đó cô chú anh chị. Và để chia sẻ video đến cô chú anh chị, xin mời quý cô chú anh chị cùng Khánh đi vào trong ạ. Dạ đây tới nhà của bà Năm rồi cô chú anh chị ơi. Dạ chào bà Năm ạ. Khỏe hả bà Năm? Dạ con đến đây có chỗ anh Tiến anh chỉ đây á. Để thăm hoàn cảnh của bà Năm xem. Dạ cái nghiệp xa quá bà cũng không biết mấy con nữa. Dạ như bà Năm ở nhà mình nên có ai ở nhà với bà Năm không? Thiền Út đó con ơi. Út ở với bà nè. Dạ có ai đâu. Bây giờ anh đi đâu rồi bà Năm? Đi chơi hoài đó con, tới chừng mà hả tới nước thì gì anh sách vậy đó ha. Nấu cơm. Dạ bà thiện mắt mờ quá bà không thấy. Như con đứng trước bà Năm gì bà Năm thấy có rõ không? Không mờ quá, nó là vậy đó ha. Thấy hình con vậy thôi. Dạ như rồi bà Năm có nấu cơm giặt giũ gì được không? Không bà không có mần, nó mần không con vậy đó. Dạ sao con thấy nhà mình không có điện hay gì đó bà Năm? Trời ơi, điện có đâu con ơi, tối hù tối đuôi rồi mũi chặn dạ cái nó cắn muốn chết. Như nước ở ngoài đây là mình xách đi xong lên thôi. Vậy đó rồi bà lóng phèn uống ha. Dạ. Hai cái lu nhỏ ha. Con thấy cái bụi giạc bà hiện tại bà Năm đang ngồi nó cũng cũ quá rồi. Con ơi. Chân này nó mục luôn nè. Nó mỏi nó gãy hết chân rồi còn ba chân. Mà mình không có giờ nằm đỡ nữa chứ người ta cho. Dạ. Người ta thấy tội nghiệp bà nằm cái miếng giá nhỏ xíu. Rồi người ta cho, người ta nói thôi để tôi cho bà kệ tháo ra đây khiên đem lại cho. Con thấy cái mã trước cửa nhà mình là của ai vậy bà? Là của ông già. Là hồi đó bà còn mới có 5 tuổi hả? Dạ. Nhỏ xíu hả? Ông già ông chết. Dạ. Rồi về chôn nhà thờ, ông không có chịu, ông nắm ông ở đây, ông nằm đây hả? Năm nay nó dữ lắm lâu rồi. Giờ cũng như còn không còn trẻ gì con cho ơi, đi mà xí bà nán nữa. Đi cầu không thấy đường nữa. Nó có đứa nó dạy. Bà già mà còn đẹp gì, trẻ chắc còn đẹp hơn nữa con ơi. Trời ơi. Đẹp gì con ơi. Gầu cũng chết như dông gió chuyển mưa cái gầu không hết có, sức rồi. Con hỏi còn trẻ. Còn trẻ chắc bà Năm đẹp lắm ha. Trời ơi, xấu quá hà. Hả? Xấu quá. Xấu quá hả? Nhà mình có ruộng đất gì không? Không con ơi, bằng mướn không, ông dít giết rồi ông băng bệnh ông chết. Dạ. Dít đất không à? Dạ. Đất mướn á. Vậy là đất ở đây là đất của nhà mình. Đất là... đất của ông của ông nội à, nội chung. Là... Dạ. Mà ngạch không thấy gì, người ta dành hết trơn, đừng như bà ở đậu. Bây giờ gọi là bà ở đậu ha. Dạ. Như bà đậu ơi. cho hết đời bà. Cháu cháu nói hiên hồi đó lúc trước à làm vụ dịch đó con. Yeah. Rồi bà nó không có mở cửa, rồi bà đi cái đường này nè. Hôm đó bà đi tắt, trời chỉ mưa đó, bà té người ta lúc đầu hết trơn. Chén bát gì văng hết trơn, nón nải gì nó ướt cho nó ta bò lên. Trời ơi, mình mấy rồi xịn không? Đầu cổ gì đó. Nhà mình thì ở sau hè của nhà cũng người ta không có cho người đi ta, nhà. Người ta không có mở cửa, dịch nó không có mở cửa. Yeah. Thì nó mở cửa ra rồi người này người kia vô, dịch hà nó không chịu. Yeah. Rồi bà mới đi vòng được này, bà cứ in chồng chén, bà rửa chồng chén bà bưng lên. Yeah. Nó không mở cửa rồi. Ở đây mình có nước sạch không mà? Trời ơi, sạch. Dạ cũng như là cô Năm chỉ ở nhà đất người ta nghe cô chú anh chị. Và đi ra đi vô thì cũng hơi khó khăn tại vì đi nhờ cửa nhà người ta. Đâu ngoài sách ở dưới xe là sách tình như con trời ơi sách không nổi. Mà Năm sách sao nổi. Từng nhỏ thôi. Mà sách lên cái mệt chúng con ơi, sách gán được nhưng mà mệt. Mệt dữ lắm. Vậy là cái anh Út của thường ảnh sách thì sao bà nó? Trời ơi nó sách nó na không con. Tao na không nổi, tao sách thùng lên cái tao ngồi tao thở hoài á. Vậy là anh sách. Nó mệt. Người anh đi suốt vậy đó, không có ở nhà để chăm bà Năm sao? Thì có bữa bà
nó không có gì à. Rồi bà mua này kia bảy bà ăn, yeah. Ăn rồi tới chiều nó gì à, đi chơi rồi ai mướn mặn gì mặn, ai có mướn mặn gì mặn lặt vặt bậy bạ gì kiếm tiền gì mua cá mắm ăn. Yeah. Bà Năm ở đây, bà Năm có ao ước có hay ước mơ gì được cái gì không bà Năm? Thằng ơi, bà mong có một cái mà được cái nhà kín đáo hiên, bà mừng lắm. Yeah. Thì hả chỉ mưa cái bà rung quá trời rồi bà cãi, bà kiếm đường bà đi chỗ khác, bà ở bà nấp, bà sợ. Dạ, sập vừa đè đất này là đất mình ở đậu làm sao mà có thể cất được cái ngôi nhà bà nấp. Trời ơi con ơi, để nữa rồi còn người ta có giúp đỡ cho bà thì bà cũng năn nỉ nó, qua bà năn nỉ nó chứ giờ bà không biết làm sao. Nếu mà ví dụ như có ai đó giúp bà Năm mà có được cái ngôi nhà nhưng mà không có đất thì đâu có thể nào mình giúp được, nó khó lắm đúng không bà Năm? Bởi vì thì cháu nói vậy thì sao cũng nghe được mà ngặt có một cái để không biết để chừng đó nói với nó coi chứ chắc cất chợt cho thì được mà không biết có nó nói mà ông mất mười mấy năm rồi coi, ông mất 13-14 năm rồi. Chôn về trên xứ ổng trên dầm tống đi lên. Dạ, chút trên An Hòa chánh. An Hòa Long Xuyên á. An Hòa cả đôi con. Dạ cả đôi. Thì Long Xuyên đi qua đó. Dạ. Đưa ông về trển cái đất đây rồi đâu có chôn được đâu. Bà ở thiệt là tuốt, tí mú thì mù á, mưa chuyển cái rồi bà gầu, bà kiếm đường bà chạy không. Dạ. Như cái nhà mình à, con thấy cái cửa sổ này không có làm như người ta ha. Ừ. Mình che chỉ cái màn thôi. Thì cái màn này cũng quá cũ rồi. Con ơi không có tiền mua cái miếng màn. Gì đó. Dạ. Ừ. Không có tiền mua miếng màn dừng. Rồi, mưa nó tạt quá rồi. Dạ thậm chí cái cửa con thấy cũng không có. Gãy hết trơn rồi. Cửa này là như cái hàng rào của người ta. Ừ. nó gãy lần hết rồi. Rồi nước uống ở đây thì sao? Bà Năm thì xách với sông lên lắm. Không có tiền mua nước uống con ơi, thùng mười mấy ngàn. Mình bà, múc nước với sông mình lắm phèn ha. Lắm phèn vô uống vậy đó. Dạ. Người ta đem nước đồ lại mà bà đâu có tiền đâu mà lấy hoài thôi. Dạ anh em tụi con lại đây cũng muốn ghi hình của bà Năm lên rồi chia sẻ lên cộng đồng mạng á. Ừ. Dạ như quý cô bác anh chị nào có giúp đỡ cho bà Năm á, dạ sẽ liên hệ với chúng con. Ừ. Để giúp đỡ cho bà Năm. Ừ. Dạ bà Năm đâu có số điện thoại gì hả bà Năm? Không, bà không biết coi. Dạ. Dạ quý cô chú anh chị đã có theo dõi được cái kênh của Khánh Hoàng đang đăng lên. Ừ. Thì muốn giúp đỡ bà Năm thì cứ liên hệ với Khánh Hoàng. Ừ. Dạ, Khánh Hoàng sẽ là người kết nối cho quý cô bác anh chị ạ. Ừ. Dạ xin cảm ơn quý cô bác anh chị nhiều. Dạ thưa bà Năm con về luôn bà Năm ơi. Ừ. Dạ chúc bà Năm nhiều sức khỏe nha. Con gì dữ mạnh giỏi nha. Dạ. Dạ con chào bà Năm ạ. Ừ.